Tiếp nối sự thành công của dự án Sun Grand Boulevard, chúng tôi tiếp tục giới thiệu ra thị trường với khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Riverside Village. Vâng, dự án có vị trí vô cùng chiến lược, nằm trên trục đại lộ đường Nam Sông Mã, đối diện công viên Sun World. Đây được coi là một điểm đến đầu tiên của tất cả các du khách khi đến Thanh Hóa và muốn trải nghiệm dịch vụ du lịch biển tại Sầm Sơn. Vâng, với dự án Sun Riverside Village, chắc chắn chúng tôi tin rằng đây sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo nhất trong hệ sinh thái 1.260 ha mà Sun Group đã và đang xây dựng tại Sầm Sơn. Vâng, nếu như dự án Sun Grand Boulevard hay trục đại lộ, quảng trường biển hay tổ hợp công viên giải trí Sun World là nền tảng cho thành phố sôi động, không ngủ về đêm, thì Sun Riverside Village lại chính là một nốt trầm trong bản nhạc đó. Nơi có sôi động trong lòng bình yên, nơi có an nhiên tự tại bên cạnh những phồn hoa và sầm uất. Với vị trí kế sông cận biển, Sun Riverside Village được mệnh danh và được định vị là một khu đô thị nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất khu vực miền Bắc. Thưa quý vị, khó có thể tìm kiếm được một nơi đâu có không gian cả sông và biển. Quý vị hãy thử tưởng tượng nơi mà có dòng sông xanh uốn lượn quanh nhà mình cùng với sắc xanh của cây cối nơi sân vườn, cùng hòa vào sắc xanh nơi biển cả mây trời, thì chắc chắn nơi đây sẽ đánh thức mọi giác quan của quý khách khi đến đây để trải nghiệm, du lịch và nghỉ dưỡng. Với dự án Sun Riverside Village, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị có 3 điểm độc đáo của dự án. Điểm độc đáo đầu tiên đó chính là phong cách kiến trúc. Nơi đây sẽ tái hiện lại Sun Riverside Village là một thành phố biển mang phong cách Miami của Mỹ, một thành phố sôi động và đa sắc màu. Vâng, với phong cách chủ đạo chính là phong cách Tây Ban Nha và Art Deco. Tây Ban Nha với những khối nhà bề thế với gam màu là sắc sơn màu trắng trên nền mái ngói đỏ cùng với những ô văng và cửa sổ lấy ý tưởng từ những bom tàu. Nơi đây sẽ tạo cho khách hàng, những chủ sở hữu một sự tiện nghi cũng như là một sự bề thế. Và xen kẽ những khối nhà bề thế như vậy, chúng tôi có những dãy shop house mang phong cách Art Deco. Nơi đây sẽ là 17 block mới với 17 phong cách kiến trúc khác nhau. Chắc chắn khi dự án đi vào hoạt động thì tôi tin rằng với những khách hàng hay với những chủ sở hữu hay cả những tín đồ du lịch trên khắp mọi miền đất nước sẽ đến đây để check in và để trải nghiệm dịch vụ tại nơi đây. Và một điểm độc đáo thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý vị đó chính là chất lượng quản lý vận hành tại khu đô thị nghỉ dưỡng nơi đây. Vâng, với tiêu chuẩn là xây dựng là khu đô thị để ở, chúng tôi đảm bảo đầy đủ tất cả những cái điều kiện về quản lý vận hành 5 sao. Đó là chúng ta sẽ có dịch vụ an ninh 24/7 hay những dịch vụ về vệ sinh, cảnh quan, tiện ích hay những dịch vụ hỗ trợ những cái công trình kỹ thuật. Thì nơi đây chúng tôi có những cái gia tăng thêm cho khách hàng để trải nghiệm. Đó là chúng ta có dịch vụ bubbler hay là dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà hay những dịch vụ về quản gia. Và tất cả những cái dịch vụ này sẽ được quản lý bởi một đơn vị vô cùng chuyên nghiệp. Đó là Sun Property Management. Vâng, và một điểm độc đáo thứ ba mà tôi muốn chia sẻ đến quý vị đó chính là tiện ích và cảnh quan thiên nhiên tại khu đô thị này. Và nếu như trước đây chúng ta, những chủ sở hữu sẽ phải lựa chọn, sẽ chọn ở những nơi phố thị mà có đầy đủ những tiện ích, những cảnh quan thiên nhiên, thì chúng ta sẽ không tránh khỏi xung quanh sẽ có những ồn ào khói bụi, hoặc để đánh đổi bằng những không gian tiện ích xanh thì chúng ta phải ở những khu vực xa trung tâm thành phố. Thì đối với Sun Riverside Village, chúng ta không cần phải lựa chọn hay đánh đổi gì cả. Bởi vì nơi đây có đầy đủ tiện ích và đầy ắp không gian xanh. Nơi đây tái hiện một thành phố hiện đại và với một phong cách sống chuẩn Miami đầy sắc màu, kế sông và cận biển. Vâng, thưa quý vị, nếu như chúng ta đang cần tìm một dòng sản phẩm bất động sản để đầu tư hay một dòng nghỉ dưỡng đúng chuẩn mực nhất, thì Sun Riverside Village sẽ được chủ đầu tư Sun Group mở bán và giới thiệu đến quý khách hàng vào tháng 9 năm 2021. Tôi tin rằng đây sẽ là một cơ hội cũng như là một sự lựa chọn hàng đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.